mọi người khi đi rừng nhớ là mình phải luôn có một cái chén cơm để mình mời cho những người trong rừng như này đó. Mọi người đây đây, mình để một cái chén cơm này là mình mời những người trong rừng, những người bảo vệ trong rừng ở đây, mình tỏ lòng cảm ơn những người ở trong rừng luôn bảo vệ mình, che chở cho mình đi như này cho nó an toàn mọi người nhé. Đây là cái chén cơm mà anh em mời người trong rừng để người ta đã ăn, nhưng mà mình mời này mọi người nhé, mặc dù mình không thấy nhưng mà khi mình đã mời này là chắc chắn là người ta sẽ ăn mọi người nhé. Một chén cơm để mời các vị thần ở trong rừng bảo vệ anh em đi cùng cái chuyến đường này mọi người nhé. Đây là chén cơm mình để mời cho người trong rừng, các vị thần để bảo vệ cho anh em mình đi rừng này mọi người nhé. Luôn luôn cái này luôn luôn phải có nhé. Mọi người khi mà đi rừng, một ai đã từng đi rừng như này, đây là tâm linh, đây là công rừng của mình nhé. Cái chén cơm mời các con ở về ở đây nên che chở cho những ai như này. Đây là công rừng sâu của mình nhé, đây rừng sâu, cái suối.